tàn hình rồi, còn tàn hình liền những trận cuối cùng. Đó. Pha rồi thì Văn Ngáo không rồi em ơi. Và đang cho kèo Văn Ngáo là nếu anh em Văn Ngáo gặp đội Khải mà win được đội Khải thì bên đội Khải sẽ mất 10 kim. Còn nếu mà thua thì chung lại bên này 5 kim. Đó, cho giờ nó mới chắc nữa. Ngày 2 xong luôn lên giao lưu. Giao lưu. Lóc yên vào đây thì không có cửa coi như để chạy. Không có cửa để chạy luôn. Gặp luôn á, giờ chơi gặp luôn á. Gặp luôn á, đứa nào cũng gặp. Xem đồ anh Long à? Ok. Dạ, Long. Để em kêu cú lửa chứ. Đồ Long đều chống bèn rồi. Anh em ơi. Long là thứ Long. Cầm đều chống bèn rồi. Long xem đồ gì anh em? Long chưa lên đồ là ráng rồi. Đang mới 80 trọng thôi. 80 trọng. Phương Khẩn Lôi. Đó. Anh em nào muốn để anh Long lên đồ thì mua ạc giỏ đan của anh Long đi, để anh Long lên đồ. Hiện tại đang bán ạc giỏ đan 2 triệu rưỡi anh em ơi. Khá là chất luôn. Giờ mà hai con Hiếu Long với con Hiếu Nhãn Lộn. 116. Full đồ. Đại tượng. Thua mẹ kiếm chết nữa. Thua lắm, lộn một phát mà. Tôi mua lên đồ. Đây là bán đó, lên áo nhu tình nữa, đẹp luôn, lòng áo nhu tình nó đẹp ấy. Áo nhu tình. Gặp từ lúc chưa biết. Sao văn ghê vậy? Thắng luôn là thắng luôn em, là thắng luôn. Thắng luôn hả? Thắng luôn đó. Trời ơi, mình không cần phải mắc miếng máu nữa chà. Tiếng đây giờ thấy rồi là dần sâu. Ngày mau á. Đó, hôm nay thắng 4 trận lên tôm 1. Mà nghĩ sao đâu chứ. Gà thiệt chứ nó cũng không đủ cho ăn chậm. Nếu mà gặp em thua 4 nè. Là Sơn Quýt trong bang mà để chết lâu. Đào Tư Tony Tail top 4 và top 1. Thua 4. Gặp anh em trong bang mình mới vui chứ. Sao? Sao thua 6? 7 luôn nha. Này đang thua 1. Anh làm được cả buổi nếu đánh được chạy vòng vòng. Đâu có đâu, ý là vừa vô anh quên nãy giờ đang chỉnh ô tô mà chưa nhấp vô cái tên á. Em gồng em đánh người giỏ đen. Ban hậu kéo xe hàng 4 cũng được rồi chứ. Đội bữa thua à, không có đánh nữa em ơi. Hôm nay không đánh nữa em ơi. Thiên đối chị Đại với năm độc kỹ sư độc với lại em My. Thằng này hôm trước đánh bị lỗi. Em nghĩ sao? Đi đánh em độc trước lỗi. Thằng này chưa thua trận nào. Đang nghi cơ nhưng mà mình sẽ cố gắng thôi. Gặp được chẳng nào hay chẳng đó mà chưa gặp được đâu mà không có đi được một tiếng cũng giành chiến thắng ghê vậy. Đúng rồi, trong mà nó quay được 4 cái nét luôn. Bình thường nghĩa chính khỏe quá mà đòi nó nát nó gớm. Rồi cho đi năm ơi, còn một phút nha mọi người, nó còn 2 phút chứ, 1 phút rưỡi rồi chuẩn bị chiến đấu. Tối nay những ngày trận đấu cuối cùng rồi. Cố lên. Ngày mai 4 trận nữa xong. Hôm nay 4 trận là 4-4, mai chưa mai đi 4 trận nữa đủ. Đủ lên top 1. Cố gắng. Không canh giờ đi ném cái thằng mạnh ra. Né đi. Hôm nay đừng né nữa, tụi này đánh mạnh này hết giờ né nữa. Này đánh mạnh lấy kinh nghiệm như thế nữa. Rồi, 1 phút. Vậy đi chiến đấu nha anh em. Thầy Long ơi, em bị ký sọ qua tiếng trước nha. Ký sọ. Em ký sọ bong bong cho anh cứ yên tâm. Lúc đầu em cứ chạy lúc đầu vô, nếu mà bên kia đường môn á thì cứ mẹ mà chặt nó đi. Vừa né vừa chặt đường môn. Anh né lượng anh cho chọc xong rồi. Sau này mình gặp bong bong chắc rồi hả? Gặp một bộ là tìm máy giá hả? Bè 30 giây. Cầm đấu tài 18. Rồi tông vô chưa? Rồi anh Yên tông ơi. Tông vô chưa anh Tùng ơi? Rồi. Rồi ok. Mắc người cộng. Tùng dạo này có ít lên mít nha. Nhường sân khấu cho mấy anh em nói chuyện còn gì nữa. Dạ cá rồi. Dạ cá rồi. Anh em chuẩn bị đầu tháng 5 up tiếp nha anh Tùng vô nha. Đầu tháng 5 up tiếp. Anh gãi anh ảnh bay vô luôn được. Chắc lần này có đi chắc bay á, đồ đi xe mệt quá. Đi xe vô đuối ngủ không má ngủ mà thằng nào còn chụp hình. Anh đang kiếm sợ ba tiếng à. Ngủ rồi chưa. Lên đi. Đợi mình qua anh 18 thôi. Ok. Lên đi. Rồi đợi chặng sau. Gơ nha. Ủa thằng này cấp bao nhiêu rồi mà sao được 120? Chưa đâu rồi. 110 mới cắn được mà. Quá, thằng này quýnh cũng lắm á, dẫn ngoài. Đồ, bè hậu cái sợ dùm hồ thể lực 7 rồi bữa dịch viện không thấy.
bữa thầy Kim đây vô đánh này, tiêu vô nó câu em rồi. Về chiếc, hai chiếc nhẫn nữa đủ rồi, chạy thoải mái luôn. Ờ đăng canh ok cái đẹp ơi. Trong lòng có nhẫn đâu, nhẫn là 120 phục hồi lực chính. Rồi tôi cá hai chiếc nhẫn 14, 16 rồi, giờ cái chiều 7 nữa được á. Lại ăn hai căn bẹt luôn á, còn có làm chậm luôn. Hả? Đúng rồi. Còn có làm chậm sinh lực luôn. Được. Là phục hồi thể lực chín luôn. Rồi chuẩn bị nè. 10 giây. À, để cái gì cho nó mượn để ra để luôn thẳng nha, lỡ cái đánh vô tới gặp chuyên vương thôi. Long Long á, Long không có xài á, hỏi mượn đánh đại hội anh hùng. Rồi, màu tiếng ra không? À ok ok, 6 giờ, 6 giờ. Rồi 6 giờ. 6 giờ. Làm được chai đâu, làm được chai đâu. À không phải. Uống một bầu nước nha. Đi uống một bầu nước. Rồi một bầu văn nha. Rồi văn rồi. Rồi một đeo văn rồi. Màu tiếng mà tiếng chạy đâu, màu tiếng chạy đâu. Này thì màu tiếng. Bồ bồ da, bồ da hăng cái này phi trần hăng đánh vậy. Chưa không, bồ da hăng chưa buồn mà. Anh mới tắt con tôi mà em làm gì nữa. Dạ hăng cái trâu rồi, anh Tùng đánh từ đầu cuối không chết. Okay. Đánh một bầu dành đứa đánh là thiếu đâu gặp đâu. Đây bảo hậu. Không, vì Trần đừng ham đánh, tại vì phải rồi vì Trần ham đánh ấy, tại vì là cùng một vòng là khải sấy chết rồi, còn lại là cố gắng vì Trần bùa cho anh Tùng đánh hiểu không? Ừ, tự nhiên ham đánh với mà tiếng làm gì? Anh cần em phải bùa để cho. Đúng rồi, đừng ham đánh làm gì? Ừ. Vì Trần ham đánh đấy. Vừa này anh đi vừa này con Nga Mi tôi con kia đi rồi. Ok, dắt Nga Mi ra đại lý luôn anh ơi. Ok. Khải hay ăn em vì Trần ơi, Khải Nga Mi búp với lại dưới con kia. Nhưng đam ok nay nay sẽ làm BT nha, nay sẽ rồi trận cuối cùng lên top 1. Đúng rồi cá đẹp ơi biết hết. Hết. Ngày mai đánh sông thiệt sát thủ nè mày, ngày mai 18 tháng 5 giao lưu sông thiệt sát thủ nha, giao lưu sông thiệt sát thủ nha, ngày mai like cho anh em xem. Chém mày nè. Rồi bắt đầu. Chém mày nè Long ca. Chém mày nè. Lại gặp đó. Chết rồi. Gom vô luôn, gom vô luôn, gom vô luôn, uống nhanh nhanh. Đúng rồi, gom vô luôn, uống nhanh nhanh. Dương kiếm đâu kìa. Gom vô luôn, uống nhanh nhanh. Anh mùa 8 triệu đâu, cái mùa kháng băng lên rồi. Ép cái gì? À, 18 câu giờ. Chết, chết. Mùa 8 câu giờ. Mùa 8 câu giờ. Mùa 8 câu giờ. Mấy ông nội uống gì vậy? Ôi anh Tùng, anh Tùng sao đỡ chết nào? Chụp tao chứ chưa? Bột ngơi, bột ngơi, bột ngơi. Anh Tùng sao vậy? Anh Tùng ơi. Anh Tùng cũng quýnh chứ, chứ anh Tùng đứng im chỗ này đâu quýnh vậy? Đồ quá, kiểu này chết, anh Tùng sao chết anh Tùng? Anh đang nhận tiền đi đâu phải nhảy để ô tô. Quái, chịu anh không mà máu luôn mà ghê chứ. Đồ được anh 18 coi, coi gần một phút trời, không chịu đánh luôn. Đứng nhìn không. Chắc là anh phản đáp của nó. Mà sao không thì chỉ bấm máu. Anh đang khác với thằng Thành vô danh thần kiếm một tí nó khải giống vào họp bang anh đọc chuyện tí nhá. Ok ok. Vãi chứ. Đụng vừa nó xiên tùng xong rồi đụng má. Còn 2 năm đọc xem tết rồi chứ. Vãi chứ. Trời ơi. Lấy luôn mà. Tùng lâu thấy ghê chưa? Chết. Đúng rồi. Mày cứ thở bắt bắt phi. Cái gì? Hết rồi đúng không? Đâu còn chừng nào đâu đúng không? Hết rồi. À, xếp anh 18 chén thêm 5 đồng nữa, bắt đầu mình vơ cao lại khó nữa. Đồ, thiệt sự luôn. Không, em hết máu anh dồi máu bây giờ, hết rồi, hết máu rồi. À, được. Cái này cũng phải bê chục bình mới chạy. Quá kinh. Câu gần 1 phút anh em, đụng câu gần 1 phút anh em, mất thời gian gơ gốm. Mất thêm 60 giây, uổng gơ gốm. Đó mày hay quá. Rồi, ok. Đủ quá, em đã chụp nha. Em đã biết cái nhóm của nhậu có Nga Mi. Lên top 1 anh em ơi. Tại sao mày không nói? Đó anh em ơi, chuẩn bị lên top 1 cho anh em xem. Pha rồi gặp chúng anh 18 đồ chém anh Tùng sao bị quên auto đâu, không bơm máu đâu. Nếu mà đỡ auto bơm máu là bình thường. Cứ thấy anh rút máu lần mà anh không dùng, không đánh bao nhiêu hết.